Hello anh em, đây là các đội xe đây các bạn, đến từ các nước luôn nha. Sắc cái này là đội xe của Campuchia. Hùng hậu thật. Cái chiếc xe thật là hùng hổ luôn anh em ơi. Nhìn cặp lốp dã man luôn. Nghe tiếng máy đã ấy. Ùm sướng thật. Quá đã anh em ạ. Lần đầu tiên tôi xuất tại Đắk Lắk luôn. Rất là đã. Chiều nay 1 giờ sẽ khởi hành từ Buôn Ma Thuột vào trong Buôn Đôn. Thế vậy là các xe đang tập trung tại quảng trường 10 tháng 3. Còn tất cả các xe nhá, nhìn những cái xe kia chắc là hết nát nhỉ. Thế mà đổ máy đổ vét lên chạy. Nghe tiếng bồ đà lắm. Các cô gái đang đứng check in các kiểu xe. Sao là có mấy cô gái trắng thế nhỉ? Cao lên được và cú nghe ngồi à, rít lên cú nghe được à. Anh kia anh chạy nhiều quá, chứ không có. Gặp mấy sếp kia, mấy sếp chạy thôi. Anh tưởng mình dân... Nghe máy sướng thật. Đam mê quá mọi người ạ. Đam mê nhưng mà điều kiện chưa cho phép đam mê mấy cái vụ này. Nghe tiếng máy nghe sướng hết các lỗ tai. Đến từ khắp các nước luôn. Xe đua thể hình lốp 29 từ đoàn này sẽ lên từ Hà Nội. Nguyên bộ máy ra luôn. Ghê thật. Vagabond. Land Cruiser Dose.
Con này đang sửa. Phnom Penh, Campuchia, Campuchia. Ui giời, có khác gì cái sự đống sắt vụn đâu nhỉ. Cái này chắc hết đất rồi. Không khác gì đống sắt vụn. Campuchia, Campuchia, Phnom Penh, Campuchia. Sao là làm lạnh, làm mát đấy. Xe độ mà. Xe này. Chứng đồng đi học không? Con này hả?